Sau khi đứng đầu danh sách sao mặc xấu tại Quả Cầu Vàng, Selena Gomez quyết lấy lại phong độ, chứng minh nhan sắc lẫn gu ăn vận của mình trên thảm đỏ lễ trao giải Emmy diễn ra tối ngày 15 tháng 1. Mới đây, Selena Gomez đã có mặt tại lễ trao giải Primetime Emmy thường niên lần thứ 75 trước sự chào đón của những người hâm mộ. Trên thảm đỏ lần này, cựu ngôi sao Disney gây ấn tượng với nhan sắc và trang phục cá tính khiến cho dân chúng vô cùng bất ngờ. Theo phóng viên thảm đỏ của E.Than, chiếc váy sequin với những chi tiết đặc sắc mà nữ ca sĩ khoác lên người là một sản phẩm của Oscar de la Renta. Bộ cánh được tạo nên bởi những đường viền cổ hình vỏ giò và các chi tiết trang trí màu hạt rẻ, chế tác từ 450.000 hạt sequin. Selena khéo léo kết hợp thiết kế cầu kỳ này với giày cao gót màu đen đơn giản hơn, nhằm hướng sự chú ý của công chúng tới chiếc váy. Một đặc điểm khiến cho cô nàng thêm phần tỏa sáng chính là chiếc vòng cổ Tiffany & Co. với viên đá quý Moganit nặng hơn 35 carat. Để trở nên quyến rũ hơn, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đến từ Mỹ búi tóc cao thanh lịch với phần mái ôm sát khuôn mặt, tạo điểm nhấn bằng đôi môi đỏ sẫm nhằm khoe vẻ đẹp trưởng thành không kém phần thời thượng. Đáng chú ý, bạn trai Benny Blanco cũng có mặt tại lễ trao giải Emmy để ủng hộ cho Selena Gomez. Mặc dù không bước lên thảm đỏ cùng cựu ngôi sao Disney, nhưng Benny được bắt gặp luôn đứng phía sau, hôn gió và làm những cử chỉ thân mật với bạn gái. Trước đó, tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024, Selena từng bị Daily Mail đánh giá là người dẫn đầu trong danh sách sao mặc xấu. Trang báo này cho rằng chiếc váy đỏ của nữ ca sĩ có độ phồng quá mức khiến cho vóc dáng của cô bị nhấn chìm trong trang phục. Ngoài ra, bộ cánh của Selena Gomez còn bị cho là khá lệch lạc cho một sự kiện lộng lẫy như lễ trao giải Quả Cầu Vàng diễn ra tại khách sạn Bellevue Hilton. Tuy nhiên, việc xuất hiện trên thảm đỏ Primetime Emmy với ngoại hình hoàn toàn khác biệt đã giúp cô nàng lấy lại phong độ ngôi sao vốn có của mình. Ít ngày trước, Selena Gomez được nhìn thấy đã tổ chức một bữa tiệc pyjama nhân dịp sinh nhật lần thứ 29 của bạn thân Nicola Penn. Bạn trai mới của cô Benny Blanco cũng hỗ trợ làm món ăn ngon nhất cho ngày trọng đại này. Nicola Penn đã chia sẻ loạt ảnh cùng đoạn video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của mình với bạn bè, đặc biệt là với người bạn thân là ngôi sao nổi tiếng của mình nhân dịp đón tuổi mới. Dưới bài đăng, nữ diễn viên viết: "Tôi rất biết ơn tất cả những người xinh đẹp và tốt bụng trong cuộc đời tôi. Tất cả những người bạn thân nhất của tôi đã làm tôi ngạc nhiên trong ngày sinh nhật bằng một đêm pyjama thật đáng nhớ. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều và cảm ơn Benny Blanco vì đã làm ra những món ăn ngon nhất từ trước tới nay." Nicola ngọt ngào kết luận. Thông qua bức ảnh đăng tải có thể thấy, người đẹp vui vẻ tạo dáng cùng Selena và em gái Gracie. Cả ba diện đồ ngủ giống nhau khi họ đứng bên trong một căn bếp rộng rãi. Ở một khoảnh khắc khác, Nicola cười lớn bên cạnh chùm bóng bay hồng nổi bật, thậm chí cô còn đính kèm bức ảnh chụp tập thể tạo dáng đáng yêu trước ống kính. Được biết, vợ chồng Nicola Penn và Selena Gomez có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Trong dịp trò chuyện cùng Cosmopolitan, Nicola từng chia sẻ: "Cô và Selena Gomez như thể tâm đầu ý hợp, chúng tôi có khoảng thời gian tuyệt vời với nhau, tôi thấy Sel như người chị tri kỷ của mình." Cựu ngôi sao Disney và vợ Brooklyn Beckham bắt đầu xây dựng tình bạn từ năm 2022. Theo truyền thông của Anh, hai nghệ sĩ trở nên thân thiết sau khi quen nhau qua một sự kiện.